Dạ, alo, tôi nghe ạ. Mày là ai vậy? Dạ, ông là ai ạ? Tao là một người rất quan trọng trong cái nhà này. Và tao hỏi lại lần cuối, mày là ai? À dạ, tôi là quản gia mới của cái nhà này ạ. Ủa, rồi thằng quản gia cũ đâu rồi? Dạ, người quản gia cũ đã bị đuổi đi rồi ạ. Ai tuyển mà vô vậy? Dạ, xin thưa bà chủ thuê tôi ạ. Sao lại đuổi người cũ được ta? Cho tao cầm phạch cho coi. Phạch lần nào? À, cái thằng làm vườn đó, chạy xuống mẹ đây. À đù. Phạch lần nào? Ở đây có thạch không, có phạch. Ơ đù. Nè, có người ơi mày. Nhanh chưa? Ơ, cái cây tỉa xong chưa phạch? Dạ anh ơi, em tên Thạch anh ơi. Nhưng mà cái cây của anh tỉa xong rồi đó, cái cây hình rồng đẹp lắm. Ủa? Nó kêu mà tỉa cá chép mà sao mà lại tỉa hình rồng? Ủa khoan, hình như bà chủ kêu em tỉa con rồng á anh, không phải con cá chép đâu. Nhà không có nóc gì hết. Tỉa lại con cá chép đi. Ok, sửa lại con cá 30 triệu nha anh. Mày làm biết bao nhiêu cây của nhà tao rồi, giờ mày lấy tao 20 triệu. 18 triệu thôi. Dạ, 20 triệu nha anh. Anh ăn em cũng phải ăn chứ anh. Ok, tiền bạc không vấn đề, cho bà chủ trả. Dạ, ok anh. Dạ nhưng mà bà chủ đang ngủ với ông chủ rồi anh. Cái gì? Tao mới là ông chủ của cái nhà này. Cái con gian phu dâm phụ này. Ê, hai đứa mày. Bây giờ muốn kiếm tiền không? Ok anh, kiếm tiền sao anh? Mà nhiều không? Bao nhiêu tao cũng cho. Bây giờ nha, xuống cái bếp, lấy khẩu súng AK, tính tiền hai đứa đó tao. What the? Ủa, ông ơi, ông có nhầm không? Tại vì tôi chỉ nhìn thấy một cái cây súng lục chứ không có cái cây AK A cũng nào ở đây hết á. Cái gì? Cây AK gia bảo của nhà tao mà con nó bán đi bao chai rồi hả? Thôi kệ, lấy khẩu súng lục chơi cho tao luôn đi. Ờ, dạ dạ, ông ơi, ông tính tiền là hai mạng là tụi em bốc hơi lâu quá anh ơi. Tao lo hết, xong bộ này tao tẩm bổ thêm mỗi đứa 100, trốn ngoài biên giới luôn. Ông trời lớn thế, tính tiền. Giò bắn đó. Alo, anh sao vậy nè, anh giận dữ quá vậy? Em, sao em biết con vợ anh ngoại tình mà em không nói cho anh hả? Trời ơi, vợ anh ngoại tình cũng giống như anh ngoại tình với em thôi, mày lo cái gì? Trời ơi, thôi, bớt giận. Em đợi xíu đi, tí nữa hàng để anh nó xử lý cái con vợ anh á, anh lấy tiền bảo hiểm rồi anh mua cho em thoải mái nha. Em muốn cái gì là anh mua cho nó. Thế giới này là của anh rồi, anh có quyền đi với em. Vui vậy. Vậy thì anh mua cho em cái túi Louis Vuitton, nó Louis Vuitton á, anh mua được không? Ok, cái túi đó bao nhiêu? Túi đó hình như là trăm triệu. Trăm triệu à? Anh mua em hai túi. Vậy thì anh mua cho em thêm cái PS5 luôn đi. Em sẽ chơi game rồi xong cái em chơi anh luôn. Em mà con gái em chơi PS5 bảo. Ok, anh mua em cái PS6.5 luôn. Thêm một cái này, cái Ducati á, mới làm một cái chiếc xe hơi mới, anh mua cho em đi. Hay những gì em muốn, chỉ cần em nói thích là được. Alo ông chủ, đã giải quyết xong đối tượng, tin tin chuyển khoản ông chủ ơi. Rồi ok tốt, giờ mày cầm hai cái đứa đó quan sát xuống ao này. Dạ ok ông. Ủa ông ơi, nhà mình làm gì có ao? Cái ao ở nhà mình đó, cái ao trước nhà đó. Trước nhà là nguyên cái vườn cây xanh tùm mà ao đâu. Chết cha lộn số.